Kính chào các bạn, hôm nay chúng ta có mặt ở đây ở ngay trước một cái auto house, tức là nơi bán xe của hãng Kia của Nam Triều Tiên. Và họ cũng hợp tác với cả hãng xe Opel, tức là cũng là một công ty mà trực thuộc cái sự quản lý của hãng General Electric, GM tại Mỹ. Và các bạn cũng đã biết rồi, những cái hãng xe ô tô lâu đời như vậy thì họ đã phải có sự thành lập từ rất lâu. Cụ thể như hãng Kia mà chúng ta đứng ở sau đây là họ thành lập từ những năm 1944, tức là từ rất lâu rồi, và bây giờ họ đã có một cái thị trường rất là lớn. Tuy nhiên thì những cái thị trường này đối với họ vẫn còn rất nhiều khó khăn, bởi vì với những chiếc xe mà được sản xuất ở những cái nước châu Á như Nam Triều Tiên thì hoặc là Nhật Bản, thì khi mà vào thị trường ở châu Âu thì chắc chắn họ phải điều chỉnh và họ phải nâng cấp rất nhiều để có thể thích ứng nghi với cả cái thời tiết cũng như là cái sở thích và cái yêu cầu của những cái nơi mà đăng ký xe ở đây. Và trong thời gian vừa qua thì các bạn cũng đã biết ở Việt Nam đã xảy ra một vụ việc rất quan trọng và đặc biệt đối với người dân Việt Nam, đó là vào ngày 17 tháng 6 năm 2019 thì công ty VinFast đã cho ra đời một sản phẩm mới đầu tiên tại Việt Nam, đó là xe VinFast Fadi, mà các bạn cũng đã được biết trước đó họ đã quảng cáo quảng bá rất nhiều. Và những cái lãnh đạo của Việt Nam, cụ thể là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam thường xuyên là những người đã đưa ra những cái lời mỹ từ rất hay để quảng bá quảng cáo cho những chiếc xe đó. Và cái thông tin đó thì chắc chắn các bạn cũng đã biết ở trên những cái phương tiện truyền thông đại chúng ở trong nước và trong và ngoài nước. Thì đây là hình ảnh của những cái người mà đã quảng cáo cho ông hãng xe VinFast, đó là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Và liền sau đó, kèm với cả những cái lời quảng cáo này thì luôn luôn thấy sự xuất hiện của ông Phạm Nhật Vượng. Ông Phạm Nhật Vượng thì vốn là một cái người trước đây đã từng kinh doanh tại Ukraine, là một cái nước từ Berlin đến đó cũng không xa. Và ở Ukraine thì ông ta đã làm nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng mà nổi tiếng nhất của ông Phạm Nhật Vượng ở đó là ông ta sản xuất mì tôm, tức là mì ăn liền theo một cái dây chuyền công nghệ mà được đưa từ Việt Nam sang. Và ông ta cũng có một cái thành công nhất định để sản xuất mì ăn liền ở đó, bán ra thị trường Nga. Tuy nhiên thị trường Nga là một thị trường lúc đó đang rất dễ tính, và phải nói rằng là sau khi nước Nga tan rã thì những cái sản phẩm tiêu thụ ở đó họ yêu cầu đòi hỏi cái chất lượng cũng như là cái giá thành rất là thấp. Chính vì vậy mà những cái sản phẩm ví dụ như là mì tôm, mì ăn liền của ông Phạm Nhật Vượng thì có thể bán và tiêu thụ được ở những thị trường đó, khi mà những cái hãng khác chưa kịp đưa ra những sản phẩm để sản xuất và giới thiệu ở những thị trường như vậy. Và ông ta đã may mắn để có cái dây chuyền đó đưa sang và sản xuất ra mì ăn liền để bán và cung cấp cho người dân Nga cũng như là những cái nước nhỏ xung quanh. Và tất nhiên những cái nước đó chỉ có thể cung cấp ở những cái nội địa của họ mà không thể xuất khẩu sang những nước tư bản, tức là nước họ đã sản xuất lâu đời như ở Đức hoặc là các nước Tây Âu, Pháp, Mỹ và các nước khác. Có lẽ rằng là với những cái thành công nhất định đó thì ông Phạm Nhật Vượng đã bán cái nhà máy cho hãng khác để ông ta về Việt Nam tiếp tục kinh doanh. Thì một cái doanh nghiệp Việt Kiều về Việt Nam kinh doanh thì là cái điều hết sức là bình thường, không ai phủ nhận cái điều đó, bởi vì ông ta đưa tiền về Việt Nam kinh doanh, tạo công ăn việc làm, cũng như là có thể là đưa những dây chuyền công nghệ mới để về Việt Nam sản xuất hoặc là tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu. Thế nhưng mà những cái việc sản xuất mì tôm nó khác hoàn toàn với việc là sản xuất ô tô. Trong cái thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến những chiếc ô tô đã được sản xuất ra rất nhanh trên cái dây chuyền công nghệ mà rất không ai có thể kiểm tra được của ông Phạm Nhật Vượng, công ty VinFast, về khi mà họ lắp ráp những chiếc xe VinFast Fadi này. Bởi vì có một điều rất đơn giản là những cái diện tích đất trên 300 hectare tại thành phố Hải Phòng đã được lấy và để cho rằng là xây dựng cái nhà máy để sản xuất xe với dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức. Thế nhưng mà thực tế thì tháng 3 họ tuyên bố là đưa hơn 150 chiếc xe vừa sản xuất ra để đưa ra 14 nước và 4 châu lục để chạy thử trên các hãng khác nhau bên này để test và kiểm tra chất lượng. Thì đến tháng 6, tức là đến ngày 17 tháng 6 2019 thì lập tức là những chiếc xe này chưa biết kiểm tra chất lượng ra sao thì đã vội vàng đem ra bán và quảng bá rầm rộ. Thậm chí ông ta còn đưa vào Dinh Thống Nhất, tức là để bán hàng, làm cái showroom rất lớn ở đó, và nơi mà ông Nguyễn Thiện Nhân hiện nay đang là bí thư thành ủy.
Và cái điều đó đã gây ra cái sự bất ngờ với nhiều người. Nhưng cái điều bất ngờ hơn là sau khi những người dân, những người đã đăng ký và mua chiếc xe này, họ chạy trên đường thì họ mới phát hiện ra rằng là nó có rất nhiều lỗi. Mà cụ thể cái lỗi đơn giản nhất đó là cái việc mà chiếc xe đã không được trang bị cái bộ phận mà bọc lót bên trong cái phần mà lốp, phía vành lốp ô tô để chắn nước và chắn bùn để khỏi bắn vào xe, phía trong xe hoặc bắn vào những cái máy móc thiết bị và những cái phụ tùng khác của ô tô. Thì nó điều đấy nó làm giảm cái tuổi thọ của xe rất nhanh, và nó rất nguy hiểm ở chỗ khi chiếc xe lưu thông trên đường thì bùn đất và những cái chất thải của trên đường nó sẽ bắn vào xe, và đồng thời nó sẽ tạo làm mờ đèn đằng sau, và những cái người đi sau sẽ không nhìn thấy xe đằng trước, họ phanh, họ dừng hay là không nhìn thấy xe nữa, thì có thể đâm vào nhau rất dễ, rất nhanh và tai nạn. Thì các bạn đã biết trên những cái đường cao tốc mà tốc độ cao trên 100 km/h ở Việt Nam đang xây dựng rất nhiều, thì những cái tai nạn này phải nói rằng là sẽ gây ra cái hậu quả rất nghiêm trọng cho người dân Việt Nam, những cái người đi ô tô lái chiếc xe VinFast Fairy đó và những cái người đi phía sau cũng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì là không nhìn thấy xe trước thì có thể đâm tai nạn. Và tai nạn với tốc độ cao đó thì các bạn tưởng tượng rằng chiếc xe đó khi không được kiểm tra chất lượng một cách đàng hoàng và nghiêm túc và minh bạch thì nó sẽ có thể vỡ nát, nó có thể cháy nổ và nó có thể lăn lộn và không bảo vệ được cái người trong xe. Thì cái chương trình lần trước tôi cũng đã nói cho các bạn biết về cái việc có một cái trường hợp vào năm 2016, có một cái hãng doanh nghiệp sản xuất xe của Trung Quốc, họ cũng sản xuất một cái xe tương tự như vậy, và họ thấy rằng là bán ở thị trường Trung Quốc với giá rẻ thì chắc là sang thị trường châu Âu thì sẽ bán được cái giá cao hơn. Thế tuy nhiên họ đã đưa sang bên Đức và họ bán thử ở một số cái showroom bên này, thì cái những hãng xe như là xe khác như Mercedes, BMW hoặc là nhiều hãng xe khác, họ thấy rằng là cái chuyện cạnh tranh và kinh doanh là hết sức bình thường. Tuy nhiên sau đó thì cái nơi test xe, tức là thử xe là Aero NCAP, họ đã mang chiếc xe đó về, họ tự kiểm tra, họ xem cái chất lượng xe làm sao, và cuối cùng họ đánh giá rằng chiếc xe này là không có bất cứ một sao nào, tức là không có sen, không có một cái chấm nào cả, tức là không được một cái sao nào cả. Và ngoài ra chiếc xe đó sản xuất tại Trung Quốc thì khi mà họ đánh giá là khi gây tai nạn thì cái vô lăng lái của đằng trước, của người lái đằng trước thì nó sẽ đâm, cái cần lái vô lăng nó sẽ đâm vào ngực cái người lái xe, tức là cái người lái xe đấy sẽ bị thủng ngực. Và tất nhiên các bạn biết rồi, khi mà vô lăng mà đâm vào người lái xe thủng ngực với tốc độ cao khoảng 100 km/h thì người đấy chỉ có thể chết mà thôi. Và cũng chính vì cái thông tin mà chưa được kiểm định, xe chưa được kiểm định mang sang châu Âu bán, và sau đó hãng kiểm định Aero NCAP đã phát hiện ra điều đó, thì chiếc xe đó lập tức đã bị những cái nhà phân phối ở bên này từ chối không bán tiếp, và họ đã trả lại toàn bộ chiếc xe đó trở lại Trung Quốc. Và từ đấy trở đi cái hãng xe đó không còn thể xuất hiện ở châu Âu nữa, bởi vì rằng các bạn biết sản xuất ra xe là một cái vấn đề khó khăn, nhưng mà tiêu thụ nó là vấn đề khó khăn hơn nữa. Bảo trì, bảo hành và chứng minh cho khách hàng thấy rằng cái chất lượng xe đúng như số tiền họ trả và họ phải được an toàn khi đi với chiếc xe đó, thì đấy là cái điều rất khó khăn. Mà hiện nay theo những cái bài báo, theo những cái thông phân tích mà chúng tôi đưa ra thì có lẽ chiếc xe VinFast Fairy và cái dòng xe của ông Phạm Nhật Vượng chưa đạt được cái chứng chỉ, chưa đạt được cái yêu cầu đó thì chưa thể đưa ra để bán, để phục vụ người dân Việt Nam được, bởi vì nó hết sức nguy hiểm khi lưu thông trên đường, cũng như là nó làm cho những cái giá trị vật chất nó bị mất đi khi người dân mua phải những chiếc xe mà không đúng với cái giá tiền của họ và không thể sử dụng được và không đảm bảo được cái tính mạng cho họ khi họ lưu thông trên đường, và tính mạng cho những cái người khác, cho những cụ già, những cháu bé khi được chở chiếc xe đó hoặc là đi bên lưu thông với những chiếc xe đó cũng có thể gặp tai nạn. Và đúng là như chúng tôi đã thông tin thì các bạn đã biết là ngày hôm mùng 1 tháng 7, tức là ngày hôm qua, thì bắt đầu báo chí trong nước sau khi chúng tôi đưa tin về việc là xe VinFast Fairy không được kiểm tra đánh giá chất lượng ở Aero NCAP như là họ đã thông báo trên những tờ báo trước đó. Tuy nhiên sau đó thôi thì rất là nhiều người ở trong nước đã comment tha và bảo và nói với rằng là thế chiếc xe này VinFast nói rằng là đi thử Asia NCAP chứ không phải là Aero NCAP, tức là không phải ở châu Âu mà lại ở châu Á, và tất nhiên họ cùng một tổ chức, thế nhưng mà lại không phải thử ở châu Âu. Thế thì ngày hôm qua, tức là ngày 1 tháng 7 thứ hai, thì tờ báo rất lớn của Việt Nam, đó là tờ Dân Trí, sau một thời gian rất im lặng thì đã có lẽ rằng họ đã tìm hiểu thông tin và họ buộc phải nói rằng cái sự thật là
xe VinFast Fadi chưa được thử nghiệm với tổ chức đánh giá xe mới của Asia NCAP, tức là họ đã đưa ra bằng chứng và họ đã điều tra và họ thấy rất rõ rằng là cái điều đó là cũng không đúng nốt, tức là đây là bài báo và tôi xin gửi các bạn cùng xem. Hôm nay thì hơi gió một chút, và đây các bạn xem đấy, tức là bài báo này các bạn có thể tự tìm hiểu và tra đấy, tra khảo, tra ở trên mạng đấy. Đấy các bạn thấy không, đây là bài báo của Dân Trí ngày hôm qua ngày 1 tháng 7 thứ hai đã bắt đầu đưa ra thông tin là VinFast Fadi là chưa được thử nghiệm với tổ chức đánh giá xe mới của Asia NCAP, và bài báo này thì hiện nay vẫn đang ở trên trang đăng trên trang của Dân Trí, và hy vọng rằng là những bài báo như vậy thì có thể là được để lâu hơn và không chịu cái sự tác động của những cái nhà tư bản, của những cái người ta có thể dùng tiền để họ mua những cái bài báo, để viết những bài báo và để xóa những bài báo, như là trường hợp vừa qua chúng ta đã chứng kiến rất nhiều trang bài báo sau khi đăng tin về cái chiếc xe VinFast Fadi đã bị chảy nước phía sau, thì lập tức là chỉ sau vài tiếng đồng hồ thì các bạn đã không còn nhìn thấy, không còn đọc thấy những bài báo như vậy nữa. Thì đấy là có sự can thiệp rất trắng trợn vào cái quyền lợi, tức là cái việc mà đưa thông tin ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, ảnh hưởng đến sinh mạng người tiêu dùng và ảnh hưởng đến những cái vấn đề phát triển của Việt Nam và những cái cạnh tranh lành mạnh giữa công ty VinFast và những công ty lắp ráp và sản xuất xe khác tại Việt Nam. Đây là bài báo mà ngày 1 tháng 7 hôm qua chính Dân Trí đã phải đăng một bài rất chi tiết, rất dài, và họ đăng thông tin xác nhận rằng là Asia NCAP không hề thử xe VinFast như là được đăng trước đó ở nhiều nơi. Và cái việc này thì các bạn hãy tự kiểm chứng và các bạn hãy tự xem cái thông tin này. Đây là bài báo. Và điều nguy hiểm hơn mà chúng tôi phát hiện được trong ngày hôm nay đó là việc mà các bạn phải biết rằng là vấn đề tài chính của VinFast, tức là của VinGroup, đấy là công ty mẹ và công ty con là VinFast, thì đang có vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì cũng ngày hôm nay báo Sinh Việt Nam bắt đầu đã đăng là Fitch Group đánh giá xếp hạng tín nhiệm với VinGroup. Đây các bạn xem thông tin, chúng tôi đã in ra cho các bạn xem để các bạn có thể tự tham khảo và tra cứu. Đây là bài báo ngày hôm nay của báo Sinh nói rằng là Fitch đã rút đánh giá xếp hạng tín nhiệm với VinGroup. Bài báo này hiện nay vẫn đang nằm ở trên trang Sinh, và cũng như vậy cũng hy vọng rằng là nó có thể tồn tại được ở một cái thời gian, hoặc ít nhất để cho bạn đọc xem trước khi bị can thiệp. Và tập thể báo Sinh thì như vậy, cũng như là tập thể báo Dân Trí như vậy là cũng đã có bắt đầu lắng nghe cái tiếng nói, bắt đầu đáp ứng cái yêu cầu của người tiêu dùng Việt Nam là đăng những bài báo đưa thông tin sự thật, để cho những cái người mua và đã mua, đang mua và sẽ mua tiếp tục có cái đánh giá tốt hơn với dòng xe mà mình thích, mình muốn tìm hiểu, và họ sau đó họ có thể quyết định cái việc mua hay không mua của mình. Thì đây là cái thông tin rất quan trọng, quan trọng thậm chí còn quan trọng hơn cả chiếc xe VinFast Fadi không được đánh giá ở Euro NCAP hoặc là Asia NCAP. Bởi vì khi tổ chức đánh giá tín nhiệm hàng đầu của thế giới là hãng Fitch đánh giá, là rút đánh giá xếp hạng tín nhiệm với VinGroup, thì có mấy lý do là sao? Đây trong này ghi rất rõ lý do tại sao họ đánh giá. Đây, lý do là VinGroup chọn ngừng tham gia chương trình xếp hạng tín nhiệm của Fitch trước khi Fitch giúp đánh giá tập đoàn VinGroup được xếp ở mức B cộng với triển vọng tiêu cực. Và B cộng mà với triển vọng tiêu cực, đấy là cái điều mà rất là tệ hại đối với cả một tập đoàn kinh tế mà rất lớn như là VinGroup của Việt Nam. Bởi vì các bạn cũng đã biết, Fitch đã đưa ra thông tin cụ thể như sau: Fitch không còn đủ thông tin để duy trì xếp hạng với VinGroup, do đó từ nay Fitch sẽ không cung cấp thông tin xếp hạng hay phân tích cho VinGroup nữa. Tức là họ đã không còn đủ thông tin, tức là cái nơi này, cái VinGroup này đã không cung cấp thông tin cho các tổ chức này để đánh giá theo nữa, và họ cũng sẽ không đánh giá như vậy được nữa. Thì các bạn cũng đã biết Fitch là một cái nơi đánh giá rất quan trọng với những cái hãng, hoặc thậm chí họ đánh giá cả với cả những cái ngân sách quốc gia của nhiều nhà nước, của nhiều nước khác nhau. Vâng, đây các bạn xem, đấy họ đánh giá nhiều nước khác nhau. Mà khi đã bị Fitch rút khỏi đánh giá xếp hạng tín nhiệm, tức là trước đây thì họ đánh giá, trước khi rút thì họ nói là VinGroup, tức là tập đoàn VinGroup là chỉ có B cộng và tín nhiệm là dạng như là tiêu cực. Thế bây giờ thì họ rút luôn nữa, tức là thậm chí tức là nó dưới cả tiêu cực rồi. Và dưới tiêu cực rồi thì có nghĩa là cái rủi ro tài chính
đối với cả tập đoàn này rất lớn. Và cũng chính vì vậy mà ngày hôm nay lập tức là cổ phiếu của VinGroup, tức là VIC, các bạn có thể tự tra cứu ở trên các phương tiện truyền thông ở trong nước cũng như là những cái đơn vị đánh giá cổ phiếu, họ sẽ cung cấp cho các bạn biết thông tin. Thì lập tức ngày hôm nay mùng 2/7/2019 thì cổ phiếu của VinGroup đã bị mất giá, xuống giá. Và cái này thường là mất giá, và khi fix rút ra và cổ phiếu mà mất giá thì đấy là cái sự tín hiệu bắt đầu của cả quá trình mất giá. Và những người nào mà sở hữu những cái thông tin hoặc là sở hữu những cái cổ phiếu của VinGroup, tức là mã là VIC, thì hãy cẩn trọng xem xét và có thể cân nhắc đến việc mà có thể bán sớm hoặc là xử lý thế nào với số cổ phiếu này. Bởi vì khi mà fix đã giúp đánh giá tín nhiệm chẳng hạn thì cái số cổ phiếu này nó sẽ dần mất giá đi, và điều đó sẽ gây thiệt hại rất lớn cho những cái người sở hữu cái cổ phiếu này, hoặc là những người mong muốn đầu tư vào cái tập đoàn VinGroup này sẽ gặp cái rủi ro rất lớn. Bởi vì là chính cái tổ chức đánh giá họ đã rút đi rồi, và cái đánh giá tín nhiệm trước đó là tiêu cực. Và khi mà đánh giá tiêu cực như vậy thì cái vấn đề là anh đi vay vốn thì sẽ rất là khó khăn, và nếu có vay được thì cái lãi suất thì sẽ rất là cao, và ân hạn thì thời gian thì rất là ngắn. Bởi vì những cái nhà người cho vay họ sợ rằng là những cái tập đoàn này, những cái công ty như này bị đánh giá tiêu cực như thế này sẽ không trả nổi cái tiền đã vay của họ, và chính vì vậy mà cái chi phí tài chính sẽ rất cao, và cái rủi ro phá sản cho những cái tập đoàn này, những công ty này cũng rất cao luôn. Đó là cái điều thực tế là như vậy. Và nhiều người cũng phản ánh với chúng tôi rằng là tại sao thời báo .de lại luôn liên tục đưa cái thông tin về VinGroup, về VinFast như vậy trong thời gian vừa qua. Thực ra thì chúng tôi là báo chí độc lập, cho nên cái việc mà phân tích đưa ra thông tin thì các bạn có thể xem và tự đánh giá những cái kết quả cũng như tác động đối với mình. Và cái điều là thông tin là sự thật thì chúng tôi sẽ thường xuyên cung cấp thông tin cho các bạn để các bạn